Chào các bạn, thì ở các clip trước công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều các loại súng Côn Sơn rồi. Hôm nay công ty Vingroup Việt chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dòng súng Côn Sơn Kiwami gạch 1 gạch 13B4 và Kiwami gạch 1 gạch 13B8 của dòng Anet Iwata Nhật Bản. Thì trước tiên ta sẽ xem thử cái súng Côn Sơn Kiwami gạch 1 gạch 3B4 như thế nào. Thì đây là cái dòng súng Côn Sơn chống dính này. Thân nó là chống dính đó, thì ở đây nó sẽ có là 8 lỗ để xẻ tơi sơn, 8 lỗ để xẻ tơi sơn này. Trên nắp chụp sẽ có Anet Iwata, thì trên thân nó sẽ có chữ Kiwami, Kiwami, và dòng này nó sẽ có một cái lớp mạ chrome chống dính và các cái nút vặn được mạ chrome màu vàng và màu đen rất là sang trọng. Súng cầm rất là nhẹ nhàng, đặc điểm của cái dòng súng Côn Sơn Anet cầm rất là nhẹ nhàng êm ái. Thì trên thân nó sẽ có Made in Japan, Made in Japan sản xuất tại Nhật Bản. Thì đây chúng ta sẽ xem là trên nắp chụp của nó sẽ có 8 lỗ xẻ tơi sơn và trong nó sẽ có là 6 lỗ đó, 6 lỗ xẻ tơi sơn này đó. Thì trên này nó sẽ có chữ là 13B4 nhé. Thì cái dòng súng này thì chuyên sử dụng để phun bóng sản phẩm. Đó, phun bóng sản phẩm, bắn bóng sản phẩm. Còn các cái dòng còn dòng súng 13B8 này thì chúng ta có thể sử dụng để bắn màu. Thì đây là cái trong cái hộp nó có một cái bàn chải để dùng để vệ sinh. Thì cốc đựng sơn là cốc nhôm 400 ml. Thì ở đây chúng ta sẽ xem tiếp cái súng Côn Sơn Kiwami gạch 1 gạch 13B8. Thì cái súng này á thì chúng ta sẽ có một cái bàn chải, và tùy dòng súng thì dòng súng này nó có thêm một khăn lau ha, cái khăn lau này thì để chúng ta lau thêm súng thôi, không có vấn đề gì cả. Tùy dòng súng thì họ cho thêm cái khăn. Thì đây cái dòng súng Kiwami, trên này nó cũng có là chữ Kiwami này. Thì cái dòng súng này trên thân nó có thêm chữ bay, có nghĩa là dùng để bắn màu. Nó dùng để bắn màu thì nó cũng có 8 lỗ để xẻ tơi sơn nhá. Trên này cũng Anet Iwata. Thì chúng ta sẽ mở cái nắp chụp ra thì chúng ta sẽ thấy nó có 6 lỗ xẻ tơi này. Thì ở trong này nó sẽ có nắp chụp là K1 này. Kim nó sẽ có số K1 và trên này nó sẽ có cái chữ là 13B8 nhé, 13B8 đó, chúng ta nhìn thấy ha, 13B8 đó. Thì dòng này dùng để bắn màu, thì đây là thiết kế mới của hãng rồi, đây là thiết kế mới của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Súng cầm rất là nhẹ nhàng êm ái. Thì các cái nắp chụp này, các cái nút chỉnh hơi rồi chỉnh lượng sơn, chỉnh độ chùm xòe thì nó được mạ nó chrome màu đen sang trọng. Thì hai dòng súng này thì cái trọng lượng này nó bằng nhau đó. Thì chúng ta thấy là trong hộp nó không hề có cái giấy hướng dẫn sử dụng hay bạc lít. Là vì sao? Vì trên cái vỏ hộp á thì nó đã có một cái hướng dẫn đây. Chúng ta có thể là check cái hoặc vô cái đường dẫn này để chúng ta download cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là chúng ta check cái QR code để vô cái đường link này. Thì hãng đã làm như vậy để tiết kiệm cái giấy và để bảo vệ môi trường. Mục đích của cái hãng Nhật là để bảo vệ môi trường, và làm như vậy thì nó sẽ rất là tiện. Bây giờ mọi người đều có thể quét hoặc là vô được cái download cái hướng dẫn sử dụng và cái bạc lít vân vân bằng cái này. Trước kia cái dòng W101 đấy thì nó sẽ có cái tờ hướng dẫn sử dụng nhé. Thì đây là cái dòng súng Phun Sơn. Trên đây công ty Vi Nguyệt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về hai cái dòng súng Phun Sơn Kiwami gạch 1 gạch 3B4 và gạch 1 gạch 3B8 của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.